kêu anh meo 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 meo, kêu đi anh meo 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 meo. Trò này hơi ung thư em ạ, suốt ngày kêu người yêu meo meo. Giờ anh không thương em nữa rồi, em rơi đây. Ơ em ơi, thôi vô lý đi được không? Chỉ là trò đấy, anh không thấy mình hợp lắm. Cơ sao chuyện chi cùng giận, anh lại vu vơ ảnh chị gái anh. Mà em không nói lời nào dỗi luôn. Xong hôm kia đang ăn uống bên cạnh nhau, lại lời chuyện cũ 6 tháng trước rồi tức anh. Cứ xem inbox suốt ngày, có con nào đâu em ghen với ơi. Anh đã xóa hết rồi còn lâu mới tin. Anh không thích thì chia tay đi. Suốt ngày cầu chia tay chia tay. Anh thì sao game 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 suốt đêm suốt ngày. Vậy thì anh chơi game khác gì? Em ngày đêm nghiện trà sữa. Này, trà sữa liên quan cái gì mà anh nói em? Anh yêu game nhiều hơn yêu em. Suốt ngày ôm khư khư tay mây. Sao tự nhiên em lên cơn điên? Vô lý chưa ai đã làm gì? Tự nhìn xem mình thì hơn ai? Selfie suốt ngày đêm kiếm lời.